mùa dịch thì ế xô, ế xô. À, hay. Dạ, con chào thầy ạ. À, hôm nay nữ tìm đến ta gặp ta có gì không? Dạ, con có nghe người ta nói là thầy pháp thuật cao cường á. Con đến đây con nhờ thầy xem giúp con là vợ mẹ trong người của con nó nóng. Nó giống như nó có chuyện gì á thầy. Mà con làm gì nó cũng suôn sẻ quá. Con nhờ thầy coi có gì thầy giải giúp con được không? Để thầy nhìn coi. Dạ. Đi lại thầy mặc đồ bộ ha, hơi kém sang. Nhớ lần sau nhớ mặc đồ đầm, đồ váy đồ vô nha. Mà thầy á, thầy nói nhìn mặt của con á là thầy biết rồi. Là con là đang bị người ta yểm bùa. Con bị yểm bùa hả thầy? Đúng, thầy nhìn mặt là thầy biết con là đang bị người ta yểm bùa. Ủa mà thầy, con đó giờ con đâu có làm gì xấu đâu mà sao người ta yểm bùa con? Ở trong cuộc sống này đôi lúc đó mình không cần làm xấu mà người ta vẫn yểm bùa mình. Cái thời bây giờ nó vàng thao lẫn lộn lắm con. Thầy nhìn con á là thầy biết người ta yểm bùa. May là con đến thầy kịp lúc nghe. Con mà không đến thầy mà để lâu ngày á, cái bùa chú đó nó xâm nhập vô cái người con mà càng ngày là càng nặng là con sẽ làm ăn không có được. Gia đạo con sẽ bị tan tành, sự nghiệp của con nó sẽ bị trùng xuống và thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng luôn đó. Nghiêm trọng chứ thầy? Nghiêm trọng chứ con, bây giờ bùa chú nó ghê lắm, bao nhiêu người người ta làm. May mắn là hôm nay con đến tìm thầy là đúng lúc nha, chỉ cần dễ một vài ngày nữa thôi là nguy hiểm. Thầy nhìn cái ấn tượng của con là nó xấu lắm. Bây giờ thầy có cách nào thì giúp con thầy? Thầy làm gì để mà giống như là quá giải gì đó? À, gỡ yếm ra đúng không? Con mà tìm đến thầy là đúng rồi. Chỉ có thầy mới làm được điều đó thôi. Bữa nay thầy sẽ giúp cho con là gỡ yếm ra, lấy những cái thứ mà người ta yếm vào người con ra để cho cuộc sống của con từ ngày mai là tươi sáng lên. Đi luôn hả thầy? Thế? Dạ. Con may mắn quá. Ủa thầy ơi, mà thầy giúp con gì á thì con phải chuẩn bị tiền bạc thế nào ạ? Thầy á là thầy học đạo và thầy cứu nhân độ thế. Dạ. Với thầy là không có quan trọng tiền bạc. Thầy làm cho con là lấy tiền thầy cho, con không cho thôi chứ lấy tiền con làm gì? Trời, mà khi hết bệnh á, ví dụ con có lòng tốt, lòng hảo tâm, con gửi lại chỗ cái của thầy một ít thì thầy đem cái đó đi thầy làm từ thiện, giống như là thầy từ thiện hả thầy? Làm từ thiện và thầy giống như là thầy đem cái phước của con để cho thiên hạ, thì bắt đầu bệnh của con nè, cái phước của con nè thì nó càng lớn thì bắt đầu con làm ăn nó sẽ phát đạt. Trời chứ thầy thì thầy không có lấy riêng cho bản thân thầy. Ủa vậy là mình nếu mà mình gửi đi làm phước nhiều thì mình có phước. Nếu con mà gửi đi để cho thầy làm phước giúp đời càng nhiều thì cái phước của con nó càng lớn thì con sẽ có một cuộc sống nó càng tốt. Trời ơi, con cảm ơn thầy nhiều lắm, con đọc ơn thầy. Thầy ơi, bây giờ cái này mà đó giờ con không biết á, rồi cái này làm gì rồi con làm chữa bệnh cho con có bị đau không thầy? Không hề đau nha con, thấy trên này có mấy cái quả trứng gà đúng không? Dạ. Thầy đã yểm bùa vào mấy cái quả trứng gà này rồi. Yểm bùa vô đây luôn hả đúng thầy? Đúng rồi, bây giờ con chỉ cần đặt cái bàn tay lên trên này rồi thầy đọc thần chú thì là tất cả bệnh của con, ai yếm con cái gì đó là tất cả nó chạy vào cái quả trứng này, giống như đây là một cái quả trứng thế mạng vậy đó, con hiểu không? Ủa mà sao hay vậy ta? Sao đơn giản mà hay vậy thầy? Thì không hay thì làm sao là thầy được. Dạ. Đó, bây giờ con đặt con cái đặt tay vô đây ha. Đó. Bây giờ con đặt cái bàn tay vào đây. Dạ. Đó. Để thầy làm phép nghe chưa? Dạ. Lam ba da cha 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 ôi rum ba ya ma tu yo ta si sa bolero 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 ca si mùa dịch thì ế xô ế xô. Thầy nãy giờ thầy chụp cái đó ra mà thầy không chịu nổi luôn, ngay đổ mồ hôi ngọt luôn.
quá nặng, quá nặng. Thầy giúp con đi thầy. Cũng may là bây giờ là tất cả là nó đã nằm trong cái phép thuật của thầy hết rồi. Rất là may cho con. Nó vô đây hết hả thầy? Đúng rồi. Thầy chỉ con thấy con khỏe ra thầy ơi. Bây giờ nha, bây giờ thầy sẽ đập mấy cái quả trứng này ra. Để cho con thấy cái điều mà nó nhiệm màu trong đó. Bây giờ con thấy con sợ là con mới thấy những cái người bên cạnh con họ không hề tốt mà họ đã ám hại con rất là nhiều. Gì trong đó thầy? Từ từ. Bây giờ thầy sẽ đập mấy cái quả trứng này ra. Dạ. Để xem người ta sẽ yểm bùa con yểm những cái gì không? Dạ. Trời ơi. Cái gì thầy? Con thấy chưa? Ôi. Trời ơi là trời. Đây. Này gì thầy? Đây là tóc nha con, một nùi tóc. Đây là một nùi tóc. Mà sao nó nằm trong quả trứng được thầy? Đây là nó yếm vô người của con, thầy mới chụp ra. Nó yếm tóc này để cho con gia đạo gối ghen. Dạ. Vợ chồng không hạnh phúc. Đây thấy chưa? Một cục gối nùi. Đó là chính là cái sự nó yếm bùa con. Sợ chưa? Đừng đừng đừng. Đấy. Mai là thầy chụp ra rồi. Con. Trời ơi. Ủa sao mà con thấy chưa? Chính cái trứng này luôn. Chính có luôn nghĩa, hả thầy? Có nghĩa là nó yếm bùa con để làm cho cái tính tình con nóng nảy. Cái sức nóng của con mà thầy chụp ra một cái thành cái quả chín, trứng luộc luôn. Ủa mà mình nóng rồi là mình đúng vô đây cái chín cái trứng luôn hả thầy? Nó yếm bùa con mà đến nỗi con nóng nảy làm chín cái trứng luôn. Ủa ghê vậy. Trời ở đây nữa. Vậy là thằng ngài tính có tình con nóng nảy lắm đúng không? Dạ đúng rồi thầy, con nóng đó. Là nóng do tính. Là do người ta yếm con. Trời ơi cái này nó bay ngày luôn nè con ơi. Ủa cái gì nó có gì nó thầy? Trời ơi trời ơi trời ơi. Ủa sao có cái kim trong đó vậy thầy? Trời ơi. Làm sao vậy thầy? Đó con thấy chưa? Nó yếm bùa con bây giờ 3-4 cây kim ở trong này. Cái ghê quá. Trời ơi nó làm gì sợ quá con ơi. Nó yếm trong người con 3-4 cây kim là để chi? Nó đâm thọt. Nó đâm thọt để cho con là đau chỗ này, đau chỗ kia, ba cây kim này còn gì mà sống nổi. Trời ơi, sao mà ác dữ vậy thầy? Ác lắm. Con sợ quá. Đó, con nhìn thấy chưa? Dạ. Người ta yếm con, làm cho con nóng nảy. Thầy chụp ra một cái là quả trứng, là thường mà thành quả trứng luộc. Đó, rồi bây giờ nè, yếm con là tóc vô con người con để làm cho con bị gối gắm không suy nghĩ được. Gia đạo gối ghen. Còn đây, những cây kim này là để đâm thọt để cho mình bệnh tật. Dạ. Ác quá, ác quá. Hôm nay là mai nha, con gặp thầy. Chứ con không gặp thầy trong một thời gian tới nữa, ba cây kim này nó đâm vào lục phủ ngũ tạng thì chỉ có chết thôi. Dạ. Hôm nay phải nói là gì, cái ca này khó thật. Hay mà thầy chụp những cái này ra mà thầy sướt mồ hôi luôn á. Pháp thuật của những cái người yếm này là rất là cao cường. Nhưng mà mai là con gặp thầy là thầy có một cái pháp luật cao cường hơn, nên thầy mới lấy được ra cái này. Đó, nhớ lời thầy. Thầy thì không có lấy tiền bạc gì con hết. Nhưng mà sau khi con khỏe mạnh thì con hãy đem làm từ thiện. Con gửi ở chỗ thầy làm từ thiện. Càng nhiều thì có nghĩa là cái phúc mình nhận lại càng nhiều, thì bệnh tình, cái may mắn nó sẽ đến với mình. Con gửi cho thầy mà nhiều để thầy đi làm từ thiện. Đúng thì rồi. Con nó sẽ nhiều mình càng lớn, cuộc sống mà con mình cho đi. Chứ mình sống là mình phải cho đi mới nhận lại. Dạ đúng rồi thầy. Thôi, hôm nay là thầy chúc mừng con đã hết bệnh khỏe mạnh. Dạ. Đó. Thầy chúc mừng con đã hết bệnh khỏe mạnh. Từ nay là thầy chắc chắn với con là phước lộc đầy nhà. Dạ, con cảm ơn thầy.